Hey yo, hello nhé, chào người anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là từ đường phố đây. Chào mừng mọi người anh em. Chúc anh em vui vẻ thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì đừng quên ấn like và share, thứ thứ đăng ký kênh nhé, đăng ký bên góc phải mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi bắt đầu video này thì chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nhé. Ăn cơm miệng và xem video mình cách vẻ thoải mái nhất. Ngoài ra thì anh em đã chuẩn bị tinh thần để bắt cháu Nuza chưa? Đó, 12 giờ hơn là bắt Nuza nha anh em tranh thủ. Hôm nay chúng ta lại cùng quay trở lại con hàng top 2 server 706 anh em. Đấy, bạn đồng môn anh em, đó mình 705 đây 706. Giờ bạn ấy đã 1.4 triệu anh em, khi mình mới 1.3 triệu thôi, đấy, rất là gắt luôn. Này vẫn giữ được phong độ lắm. PK xuống top 3 thôi. Đó thì trưa nay là có để xem nào, xem trụ trời đến đâu rồi. Tầm bao nhiêu? 39 à, thế thôi mình. Anh em đã chuẩn bị vé chưa? Ui. Ủa, có đấy này. Mimikyu này. Để xem bạn cho còn tài nguyên không, mình vào bắt một con đi cho. Thôi còn đi bánh mì mới cái đèn để cho bạn đi săn Nuza, anh em không mất công để phí mất của bạn chùa. Hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại con nào top 2 server 716 này để có việc nha mọi người nhá. Đầu tiên là để review qua cho anh em xem, sau một thời gian không qua thì bây giờ này nó thế nào rồi. Đây mọi người thấy này, đó. Lên viện trợ chưa? Chỉ cần thôi. Chuẩn bị thôi anh em. Ôi, thân mật thế thì cũng đuổi ngay viện trợ rồi, lên gái nào lên luôn. Và đặc biệt việc quan trọng thì anh em đọc tiêu đề biết rồi, đó là triệu hồi đấng tối cao quyền năng Aceus về đội và sẽ được chuyển đổi biến đổi lên team luôn. Ok, giờ thì mình cũng không dài dòng, tính cách thì là bạn đã đi xem bắt đầu cùng thể là 3 đến 3 hay 4 ngày hôm nay rồi thì đến hôm nay tính cách nó mới chuẩn cho mọi người nha, chứ cháu nó đủ mạnh từ cách đây như 2 3 hôm rồi. Ok, triệu hồi. Ui, mới bao giờ con ạc mình mới được anh em, con ạc với server 805 mình không biết bao giờ mới triệu hồi được đấng tối cao quyền năng Aceus đây. Hôm qua hôm qua. Ui, nhìn đẹp trai không ai que hẳn. Ok, giờ thì mình sẽ truyền thường và sau đó sẽ nâng cấp cho cháu nó nha. Truyền hôm nay sẽ cha rắc này. Đây, chúng ta sẽ truyền từ cha rắc qua cho Aceus anh em. Chỉ truyền thường và bí thôi. Đấy, để những gì đó bạn choạc nói mình. Rồi, truyền. Kình mới truyền nó được chiến đã không thay đổi anh em. Đó, chiến nó không thay đổi nha. Đấy. Vẫn đi quân luôn, thế này về đắp lực chiến nữa thì có mà còn lên cao nữa. Chờ kênh kích hoạt duyên đó này. Còn này bắt Nuza nữa, kích hoạt duyên ngon. Trang phục mạc. Ủa. Cái này có đồ cũng 6 đâu. Có đồ cũng 6 mới bắt buộc phải đeo cái đấy chứ không có đeo làm gì. Không có đeo làm gì, bạn muốn miếng này cũng được rồi anh em. Đấy, một miếng nhẹ nham luôn. Phụ kiện của rồng đâu rồi, mang lại phụ kiện của rồng nào. Ô, mình nhấp chuẩn đấy nhỉ. Đoán xem cái món này nữa này. Uầy, chuẩn thật sự luôn, đấy thấy không. Ấn phát nào chuẩn phát đấy anh em. Rồi, reset lại cái pro nữa. Reset lại cái pro trong mơ nữa. Pro 1 anh em, thì đọc nội nếu đọc Pro trong mơ nhiều bạn hãy tố cáo là nói mệt lắm. Để xem nào. Uầy. Ở đây còn được 7 bạn cho xử lý anh em. Đẩy nhẹ điểm này gái. Tám trăm thì hai điểm anh em, điểm số đơn thể cao thật sự luôn á. Đấy, lại 1.4 triệu rồi anh em, mới bút xương xương nhẹ nhẹ thôi, skin còn chưa mạnh tay nha. Ui, ngon lành luôn. Ghen nữa này. Ui phê. Làm nhẹ top PK cái nào anh em, để mình đi làm nhẹ top PK nha. Đấy, chết về đội rồi, đi làm nhẹ top PK. Một tội skin nó cộng chưa mạnh thì giờ đánh nó hơi yếu mọi người. Giờ skin cộng chưa mạnh đánh nó sẽ hơi yếu nha. Đây chả đội bạn có giai câu thằng nào. Thảo nào anh em. Quái sao lại để bút à, để nó mất top như vậy được. Thì ra là đội bạn có giai câu thằng nào.
luôn luôn ra anh em cho nó gọn. À, chưa còn một lượt nữa nhỉ. Còn một lượt nữa anh em. Rồi, hạ luôn nu ra. Thổi bụi nào. Vẫn không thổi bụi được, Acer mới về mà. Cơ hội thổi bụi nó mong manh quá anh em, mong nhung quá. Cháu nói nãy giờ là chắc cũng muốn thổi, thổi nắm rồi đấy. Mà cơ hội không đến anh em, đấy. Cứ đến lượt là không không được làm gì hết. Uầy, con rạch câu đội bạn khỏe kinh. Một sập. Uầy uầy. Cái này thì mình nghĩ bạn choàng nên học lại cái HP nó sẽ ngon hơn nhiều. Chứ nhà thì không không ổn lắm đâu. Thật sự luôn, không biết bạn Tròn có thấy điều đấy không, chứ mình nhìn thấy điều đấy rồi anh em, không ổn một tí nào luôn á. Chả đam nữa đấy, chả đam nữa rồi đấy. Ui, lại bị ăn liên hoàn cửa nghèo thì sao mà chơi đây. Auto nào, đấy top 2 anh em. Ui, con PR của mình nó bị tê liên tục luôn mà không tài nào ulti được mọi người. Đấy. Đánh được thôi thì con này nếu mà đánh được ra câu đấy, đánh được cái là ra câu chết nãy giờ rồi anh em, chứ không phải nhây nhụa nhè đâu. Giao lưu có một tiếng nhỉ. Ui, có một nguyên tem bay à? Vào giao lưu phát anh em, giao lưu thôi, đánh thì xem nó là không win rồi, nhưng giao lưu thì cho vui anh em. Cũng lại ra câu nữa. Ui, hô ô nữa kìa. Quả này thì bay màu luôn. Nhìn là thấy anh em, nhìn quả này là thấy bay màu luôn rồi. Úi giời, úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời, ấy sợ nãy giờ về nó còn chưa định được đánh phát nào luôn đấy mọi người. Chắc mình phải cho nó ra ngoài test ở ngoài thôi. Cho nó ra, cho ra ngoài một tí mọi người, cho cháu nó thở với, chứ vừa mới về đội mà cứ bắt ăn hành thế này thôi chứ. Ok, mình sẽ mang cháu nó đi đánh đơn lẻ nha mọi người nha. Thì với tuyệt kỹ của Acer anh em biết rồi, bài ca hy sinh này, cái này gọi là bài ca hy sinh, tùy các bạn đó, bài ca gì nhỉ, tôi lộn không tí nhiều bạn này, bài ca hy sinh là bài gì đấy nữa, thôi mệt lắm. Nói chung đây là tuyệt kỹ riêng của Acer, nó có khả năng 3 lần, mỗi lần gây thêm 100 là 150 sát thương mọi người nha. Sau 3 lần nó kéo dài 3 lần và hiệu quả được cộng dồn thì tổng cộng là 450 sát thương, rất là mạnh. Đây là một kill đặc trưng của hệ nham, tăng 500 deep ARM. Rồi một kill nham. Skill ulti nữa anh em, nội tại thì đây. Cái này này do Acer mang hệ thì nó sẽ chuyển đổi skill mọi người nha. Chứ bình thường thì skill của cháu nó thì rất là đơn giản thôi. Một kill búng máu này anh em này. Đây, pet xong nữa này. Một kill xong lên. Và ulti đây nữa mọi người. Đó. Còn đâu sau đặc ký của nó thì đánh được pet khoan đất và khoan nặn và bay. Đó là những điểm ngon nhất của cháu nó. Giờ thì mình cho nó lên sàn thi đấu với mọi người nha. Thì mới về nãy giờ mua hành nhiều quá rồi. Nhìn tội nghiệp nó. 400k được chiến nào. Ra trận nào. Đấy, thổi bụi cái. Uầy, anh em thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Một đập. Hai đập. Khỏe lắm, chuyện đến đập thứ ba là cùng anh em. Bánh lên 700k luôn các mọi người. 700k luôn đấy, 400k là lên 700k luôn, gấp đôi lịch chiến xem sao. Úi rồi, hút đơn thể nè. Sắp mặt rồi, hút đơn thể này thì thua sắp mặt rồi anh em. Ui, nó giảm speed, nhìn nó hanh tung kìa. Ui, hay vậy sao chơi. Rồi nó lại hack tool tiếp anh em. Mố được một phát nó lại hack một phát hay sao chơi.
Rồi, chuyển team, chuyển team. Cứ vừa đánh cái nó lại hack tool hay sao chờ được. Mất vui. Thế nào? 780 coi mọi người. Anh em team 780k coi. 86k chuẩn nhất. Đúng bài luôn. Một thổi. Một vụt. Hai vụt. Úi xồ, chịu không nổi nhiệt đâu anh em. Ba vụt. Bốn vụt. Rồi nó hoàn trả sát thương. Thổi vụt hơn nữa. Ulti này. Ulti này. Ba vụt này. Trời ơi, chịu sao nổi nhiệt. Bạn nghĩ bạn là ai? Xem nào, tem này tem gì đây? Làm luôn trận anh em. 883k. Làm luôn trận sợ gì. Thổi bụi nhẹ cái. Đấy, chất bị, nó bị liệt ở điểm khi gặp PR đấy mọi người này. Đấy, có Acer thì chỉ mạnh khi trong server không có ai chơi Acer, chơi PR thôi anh em. Chứ đâu hắn còn PR tồn tại thì đánh vẫn cay lắm. Nhất là khi mà lên PR Gitania, đây con Gitania quên nó lộn gì các bạn lại kêu. Thế mà nếu mà lên Gitania mọi người, PR Gitania nó sẽ bị khóa Q nữa mọi người, khóa kin á. Đánh cho đến ức chế nhỉ thì vẫn chẳng thua lắm đâu. Ok thì dù sao cũng đã gọi triệu hồi thành công cháu Acer về cho bạn chủ ạc rồi. Đấy, cũng chúc mừng bạn chủ ạc nha. Ạc mình bao giờ mới có anh em. Thôi. Video ngày hôm nay cũng kết thúc thôi. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vẻ. Đừng quên ấn like và share ủng hộ channel. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Hẹn mọi người ở video khác nha. Tạm biệt.